Ừ, hôm nay bố mẹ Minh Cường có nhặt được một chiếc ví, trong đó có một chiếc điện thoại. Điện thoại này, nhìn điện thoại là biết là khả năng cao là của ông bà già rồi. Người già này hay dùng cái điện thoại này ít chơi ở mạng. Số tiền là 1.100.000. Và Minh Cường đang chuẩn bị đến tận nơi để trả, sau khi là Minh Cương gọi qua số điện thoại ở trong này là cháu, viết chữ cháu, con cháu thì ra là người thân, và Minh Cương biết rằng là người mất cũng gần đây thôi, cách đây được khoảng tầm 5 cây, 5 6 cây gì đấy, ở xã thôn Phù Lưu, ở xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Minh Cương chuẩn bị đem gửi trả trả tận nơi. Minh Cường rất là tin vào luật nhân quả, nếu mình được của người khác mà mình lấy thì là không có tốt, sau này mình có thể mất những cái nhiều hơn, và khi người ta mất người ta đến xin thì lại là chuyện bình thường, còn mình đem tận nơi trả thì mình lại cũng có thể là tạo phước. Bởi vì mình đem tận nơi trả người ta mà. Không để người ta đến xin mà đến tận nơi trả. Quá trình người đi tìm người được đi tìm người mất bắt đầu. Thưa quý vị, đây là quãng đường đi tìm nhà người mất tiền để trả. Đi được khoảng tầm 6-7 cây. Vị, đây là quãng đường đi tìm người có tiền bị mất, giả người mà thấy vui đây. Thưa quý vị, hỏi thăm thì ra là ở Phú Lưu, hạ xóm 8, cũng vui vui ra phết, giả người tiền mà cũng thấy vui vui. Bà cho cháu hỏi nhà bà Thắng Xíu ở xóm 8 là đâu ạ? Ở như đây luôn hả bà? À thế ạ. Vâng, không biết bà đâu rồi không biết. À, trong xóm đấy hả bà? Dạ vâng ạ. Ê, ngõ này hả bà? Vâng, đây đây nhà ông cháu đây. À thế ạ, vâng. À, nhà ông bà gần đây cũng dễ tìm nhỉ. Thế sáng nay bà đi viện này bà. Thế báo cáo với bà là sáng nay bố mẹ cháu được cái ví của bà. Thế là có phải cái bà mất cái ví với cái điện thoại không? Thế bố mẹ cháu điều cháu đi để giả lại bà. Qua kiểu như hỏi cháu của bà ấy thì biết là ông bà là mất cái ví đúng không? Thế xin hỏi ông bà trong đấy nó có cái những gì? Vâng, thì vào nhà phải hỏi. Đấy. Thế hôm nay ông bà đi bệnh viện đúng không ạ? Đây này. Thế cháu mới gọi điện cho cháu của bà ở trong này. Thì là mới biết rằng là bà là quê quán ở đây. Thì cháu mới đem gửi ông bà. Ở trong này là vừa có điện thoại này, vừa có tiền đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Hôm nay lại có duyên này, biết là đến đây. Anh ở đâu? Đi qua ở đằng ý mà bác ấy biết ạ. À, hôm nay bố mẹ cháu đi bệnh viện ở Vân Đình. Thì là chắc ông bà làm rơi thì là bố mẹ cháu là nhặt, thì bố mẹ cháu bảo hôm nay chiều nay em giả gửi lại ông bà. Thế thì mừng quá rồi, mừng Thôi được quá. của rơi thì phải trả người đánh mất. Bố mẹ cháu thì cứ sợ là đem đến đây này không may là vu cho là mất nhiều tiền, bảo là Không, tiền có, năm thì không có bởi vì nhiều, có nhưng mà cái thì điện thoại ấy. mình cái tâm của mình là quan trọng chứ. Là tuyệt vời rồi, ông bà là nhận lại cái ví cho cháu nhá. Đấy, bà cầm lại cái ví bà xem có đúng của bà không? Thế này. Đấy, điện thoại này, tiền này. Tiền Đấy. đấy. Anh Anh Tức tên đủ là gì? không? Anh tên là gì? Cháu tên là Cương ông ơi. Cương. Vâng, Lạc Minh Cương. Ở thôn nhà Đấy. ông Hoạt nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Đấy, ông bà nhận tiền nhá. Đấy, đem giả người khác mất tiền mới vui quá đấy Ôi cụ dồi ạ. ôi, phấn khởi Đỡ quá phải đấy. lợ, đỡ phải lợ. Bây giờ là Bác ông mà bà. ││ ====== ====││ 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 °││ ====││ ====││ °││ 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
Bây giờ tôi nói chuyện nhà này. Dạ vâng, vào nước ạ. Dạ. Tuyệt vời cái đạo đức của anh chứ còn gì, tất nhiên là mất thì chúng tôi lại có. Dạ dạ vâng. Thế thì tôi xin thưởng cái đạo đức của anh. Dạ vâng, cảm ơn bà. Thôi cháu không dám nhận nhiều tiền thế đâu. Tiền rơi thì là trả người đánh mất là đúng rồi. Còn đây là gọi là bố mẹ cháu thì nhặt được chứ không phải là cháu. Thì nếu ông bà mà ấy lại thì là cháu xin một đồng thôi, gọi là một chút, gọi là kỷ niệm thôi, chỉ lấy một cho đến hạn 100 thôi. Thực ra thì nó cũng là không, cháu xin một tờ 100 hoặc 200 thôi. Đây là biếu. Mày được thế thì chất quý. Ông bà dạ, chất quý. Đấy. Tôi chứ còn tiền thì tất nhiên là cũng là quý, nhưng mà mất thì chúng tôi lại có, mà điện thoại cũng vậy thôi. Dạ vâng. Chúng tôi lại mua lại có. Đi xuống đi lên đi xuống. Cái này là đạo đức của anh là chục lần. Tuyệt vời. Dạ cháu cảm ơn ông, vì cháu nghĩ rằng là được có rơi thì phải trả người đánh mất. Đấy, nếu theo như đạo Phật, nếu mình lấy của người khác thì sau này mình sẽ mất cái rất là to lớn hơn. Đấy, hoặc là khi bố mẹ mình mà mất mà mình không bảo bố mẹ giả, hoặc là không có cơ hội giả ấy, thì vô tình bố mẹ mình lại lợ. Đó là một cái lợ không biết bao giờ sẽ trả được. Thì đến trả người ta nhận thì mới gọi là hết lợ. Đấy, còn cái số tiền mà một chút gọi là các bác thành tâm mà biếu lại bố mẹ cháu thì bố mẹ cháu xin một tí thôi. Đấy, thế năm nay con hỏi ông là năm nay ông bao tuổi rồi ạ? Ông tôi 87. 87 tuổi, con ba? Tôi 84. Dạ vâng. Cháu thì báo cáo ông bà là cũng làm về nghề thuốc đông y. Đấy. Cũng làm nghề y, nhưng là... Cũng không biết là rơi mất độc. Con mời ông nước. Đánh cái bảo kê cũng như thế là quá giữ đạo đức. Dạ vâng. Mà lại cho anh mang lên cho chúng tôi xin. Dạ vâng. Đấy. Thì thôi thì nhiều thì anh cũng không lấy. Dạ. Tôi cũng gọi là có một tí tin. Gọi nào một tí bà. Kỷ niệm. Dạ một tí anh kỷ niệm. Dạ vâng ạ. Thì cái cháu xin phép ông bà là về báo cáo lại bố mẹ cháu. Dạ. Thì là ông bà cũng có một chút gọi là kỷ niệm trở lại. Kỷ niệm. Và còn nếu mà đối với cháu không bao giờ nhận đâu. Vì lý do là cháu không... Cháu nó khác, nhưng bố mẹ cháu thì gọi là một tí thì bố mẹ cháu thôi xin ông bà. Tình cảm đấy ạ. Dạ. Thực ra thì sao nước một rồi thì cái gì? Đâu cháu thì là cháu gọi, tức là khi mà cháu dò cái điện thoại đấy cháu sẽ viết ra là con hoặc cháu. Đấy, khi có chữ con thì cháu sẽ gọi con trước, mà không có chữ con thì cháu sẽ gọi cháu trước. Tức là cháu ở trong điện thoại ấy, thì chắc chắn là nó liên quan đến ông bà. Thì cháu gọi số điện thoại đấy thì mới biết được cái địa chỉ ở đây ạ. Đấy. Anh. Đó, đấy. Cảm ơn ông bà, tuyệt vời quá. Cẩn thận mà. Anh cũng lại cẩn thận nữa. Thôi báo cáo với ông bà là hôm nay là bố cháu làm gọi là được cái ví, trong đó có một chút tiền và có điện thoại, hôm nay cháu đem gửi tới ông bà. Rất là cảm ơn ông bà vì đã nhận, không nhận mới là không biết tìm đâu. Con xin được lắm tay ông bà một tí để con xin phép cầm một ra. Dạ. Thế là trong sáng nay đi thì em mới lại bỏ thêm vào. Vâng. Thì con lắm tay bác một cái, con bác gái. Vâng. Tuyệt vời quá. Ông bà nhận cho mới là tuyệt vời. Đến mà bảo là không nhận nó không phải của tôi, đi biết đi tìm đâu mà trả đây. Thưa quý vị, tất cả nó đều có nhân quả hết. Nếu mà được của rơi thì là trả người đánh mất là đúng. Nhưng đem tận nơi trả thế này thì là mới đưa mới là hay hơn. Bởi vì tiền thì bao nhiêu tiền cũng hết. Được của rơi thì lên trả người đánh mất. Cảm ơn quý vị. Đây không phải là đánh bóng tên tuổi mà đó là sự thật. Nó là một cái duyên, có phải không ông bà? Vâng. Dạ, ông bà cho con biết là địa chỉ này ở đâu ạ? Ở tại đây ạ. Thôn Phú Lưu Hạ. Thôn Phú Lưu Hạ. Xã Lưu Nguyễn. Xã Lưu Nguyễn này. Xóm 8 thôn Phú Lưu Hạ. Xóm 8 thôn Phú Lưu Hạ. Vâng ạ. Xã Lưu Nguyễn. Dạ. Ứng Hòa. Huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Dạ vâng, có duyên này gặp ông bà này là tuyệt vời rồi. Chúc ông bà luôn mạnh khỏe, luôn để cho con chỗ dựa cho con cháu. Dạ dạ. Trước ông cũng giáo viên mẫu giáo, ông cũng tuyệt vời quá. Xuống dưới thợ vực cho ông dạ, công tác. Dạ tuyệt vời quá.
quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Êm đềm của nước ven sông.